mình là Irene đến từ Coin 68. Nếu như các bạn đã skin in the game ở trong thị trường crypto đủ lâu thì hẳn là các bạn cũng đã nghe đến tên tuổi của Coin 98. Đây là một cái tên khá lão làng trong thị trường crypto của Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 vừa qua thì Coin 98 đã ra mắt stablecoin riêng của họ mang tên là CUSD hay là Coin 98 Dollar. Đây là một sản phẩm mới được ra mắt sau các cái sản phẩm được giới thiệu như là Coin 98 Wallet, Coin 98 Exchange hay là Coin 98 Portfolio. CUSD thì là một stablecoin được neo giá dựa trên đồng USD, giống như các stablecoin hiện nay như là USDC, USDT hay là BUSD. Một số đặc điểm nổi bật của Coin 98 Dollar đó chính là: thứ nhất thì Coin 98 Dollar sẽ là một cross-chain liquidity for all, tức là sẽ hỗ trợ thanh khoản cho tất cả các chain khác nhau. Thứ hai, Coin 98 Dollar thì sẽ được back và trust một cách khá là đáng tin cậy và đầy đủ. Ở CUSD thì sẽ được thế chấp hoàn toàn bằng tài sản dự trữ, kiểm toán hợp đồng CUSD thì sẽ là công khai. Và cuối cùng, nhân tố quan trọng nhất chính là hệ sinh thái của Coin 98. CUSD thì sẽ được thiết kế để trở thành long mạch hay là huyết mạch của hệ sinh thái Coin 98, mang lại nguồn thanh khoản cross-chain thống nhất, liền mạch cho tất cả các cơ sở hạ tầng hiện có và sắp tới sẽ được xây dựng trên hệ sinh thái của Coin 98. Để giúp các anh em có cái nhìn rõ hơn về hệ sinh thái của Coin 98 cũng như là biết cách sử dụng siêu ứng dụng của ví Coin 98 thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em tất cả những cái tính năng của ví Coin 98 cũng như là cách sử dụng ví này. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Theo như giới thiệu trên website của Coin 98 thì Coin 98 Super App sẽ là một siêu ứng dụng điện tử số 1 được thiết kế để kết nối hơn 1 tỷ người dùng đến với thế giới tiền điện tử một cách an toàn và bảo mật. Thông qua Super App của Coin 98 thì đội ngũ sẽ cung cấp cho người dùng một hệ sinh thái toàn diện và tin cậy, có thể cung cấp các dịch vụ cần thiết ở trên mạng lưới blockchain, bao gồm là ví multi-chain để lưu trữ NFT và tiền điện tử. Thứ hai là một bộ tích hợp sàn giao dịch phi tập trung ngay ở trên ứng dụng của Coin 68. Thứ ba là một cross-chain bridge và một dApp browser. Tiếp theo là một terminal toàn năng có thể sử dụng được rất là nhiều tính năng khác nhau. Ngoài ra thì Coin 98 cũng cung cấp những cái chương trình kiếm điểm thưởng này, quà tặng hay là sự kiện cũng như là các hoạt động khác được cung cấp ở ngay trên ví của Coin 98. Ok, sau đây sẽ là hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng ví Coin 98. Sau đây thì sẽ là hướng dẫn cài đặt ví Coin 98. Các bạn hãy nhìn lên màn hình này. Đầu tiên, ở điện thoại hay là mobile thì các bạn hãy truy cập vào những link tải ví. Mình sẽ để link cho Android và iOS ở phía bên dưới. Thứ hai thì sẽ là cách cài đặt Coin 98 Extension. Đầu tiên, để cài đặt Extension thì các bạn hãy truy cập vào Coin 98 Extension Wallet ở trên Google Chrome. Bước 2 thì tại ứng dụng Coin 98, hãy chọn Add to Chrome hay là thêm vào Chrome. Sau khi đã tải và cài đặt thành công app Coin 98 ở trên điện thoại hoặc là máy tính thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ví multi-chain Coin 98 để quản lý tài sản ở trên blockchain. Bước 1 là ở giao diện chính thì các bạn hãy chọn vào ô wallet hay là tất cả các ví. Bước thứ 2 là chọn biểu tượng thêm ví. Bước 3 thì chọn biểu tượng là multi-chain, chọn vào create hay là khởi tạo. Bước 4 là điền tên ví và bắt đầu sử dụng. Ok, ở đây mình có một lưu ý nhỏ cho các bạn là các bạn cần phải sao lưu passphrase và private key ở một nơi an toàn, bởi vì là đây là những thông tin rất là quan trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của mình. Nếu như các bạn làm mất thông tin này thì sau này các bạn sẽ rất là khó để có thể mở lại hay là tìm kiếm tài sản của mình ở trên các ví. Tiếp theo thì các bạn hãy sao chép và pass cái passphrase vừa nãy và private key vào ô confirm hay là xác nhận. Sau đấy thì tích vào ô sao lưu khóa khôi phục và click vào icon copy để xác nhận là mọi người đã lưu lại passphrase và private key của mình. Kế đến là tích vào hai ô còn lại để xác nhận là mình đã hiểu rõ về rủi ro cũng như là những cái vấn đề xảy ra khi mà mất passphrase. Và cuối cùng là chọn create wallet hay là tạo ví. Sau khi hoàn tất thì ví của mọi người sẽ được hiển thị ở giao diện chính. Mọi người có thể truy cập vào phần manage all wallet để kiểm tra ví nhé. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nạp và rút tiền từ ví Coin 98 wallet. Có hai cách để nhận hay là nạp coin và token vào ví Coin 98. Cách thứ nhất là bạn hãy chọn đồng coin và token mà bạn muốn nhận ở trên giao diện chính này. Sau đấy thì click vào nút receive hay là nhận. Kế đến là sao chép địa chỉ ví và gửi đồng coin và token mà bạn muốn nhận về địa chỉ ví này là được. Cách thứ hai là đầu tiên bạn hãy ấn vào nút send hay là gửi ở trên giao diện chính này. Bước thứ hai là lựa chọn ví có coin và token mà bạn muốn gửi, chọn token coin tương ứng. Bước thứ ba là điền số lượng, địa chỉ ví và lời nhắn đến người nhận nếu có. Và cuối cùng là chờ thanh send để có thể gửi cái yêu cầu gửi tiền đi.
Tiếp theo sẽ là cách rút hay là chuyển coin token từ ví Coin98. Nếu các bạn muốn gửi coin hay token cho ai đó hay là muốn chuyển lên các sàn giao dịch thì các bạn có thể làm như sau này. Đầu tiên ở giao diện chính thì chọn vào coin mà các bạn muốn rút, chọn gửi và nhập các thông tin. Đầu tiên là số lượng, đây thì sẽ là số coin mà các bạn muốn rút này. Thứ hai, ở phần người nhập thì các bạn hãy nhập địa chỉ ví coin mà các bạn muốn gửi đến. Ở đây thì mình sẽ chọn vào ví của sàn Binance. Thứ ba là ở phần tin nhắn thì bạn hãy nhập mô tả hay là tin nhắn của cái giao dịch này. Tiếp theo ở phần phí thì bạn hãy kéo thanh này để điều chỉnh phí giao dịch cho nó phù hợp. Mình thì thường để luôn là phí giao dịch tiêu chuẩn. Và cuối cùng thì bạn chỉ cần vuốt cái thanh gửi sang bên phải để có thể xác nhận giao dịch này. Tiếp theo, nếu bạn đã cài đặt mã pin thì có thể nhập mã pin vào nhé. Ok, vậy là xong rồi. Bạn có thể tìm vào phần chi tiết giao dịch để có thể xem được mã giao dịch của mình nhé. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xem lịch sử giao dịch. Đầu tiên ở màn hình chính của Coin98 Super App thì bấm vào phần History hay lịch sử. Thứ hai là chọn vào ví mà mọi người muốn xem lịch sử giao dịch. Và cuối cùng thì lịch sử giao dịch sẽ được hiển thị ở phần bên dưới ví và mọi người có thể kéo xuống để xem các cái giao dịch mà mình đã thực hiện. Tiếp theo là cách theo dõi coin hay token được nắm giữ trên ví. Cách thứ nhất là mọi người mở Coin98 Super App và chọn phần More hay là xem thêm. Bước 2 thì chọn thống kê tài sản. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra tất cả các cái tài sản được thống kê ở trong ví của mọi người. Cách 2 thì mọi người có thể mở app Coin98 Super App và nhấn vào tab Wallet ở trên màn hình chính. Sau đấy thì nhấn vào Manage quản lý và ấn thống kê tài sản. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy là tài sản của mọi người nắm giữ thì sẽ được hiển thị ở dưới dạng biểu đồ tròn. Ở dưới thì sẽ có các cái đồng coin hay là các cái token chi tiết của mọi người cũng như là số lượng coin và token đang có ở trong ví. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn anh em cách sử dụng một số các cái thao tác cơ bản ở trên ví Coin98 cũng như là giới thiệu về một số tính năng ở trên Super App này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đánh giá những cái ưu và nhược điểm của ví Coin98 nhé. Đầu tiên về ưu điểm của ví Coin98 thì như mọi người đã biết, hiện nay đội ngũ của Coin98 đang xây dựng một cái hệ sinh thái blockchain cực kỳ lớn với rất là nhiều dự án blockchain khác nhau. Vì vậy khi mà mọi người sử dụng ví Coin98 thì đây chính là một cánh cổng giúp cho người dùng có thể khám phá được nhiều hơn về hệ sinh thái của Coin98. Về các tính năng nổi bật của Coin98 Super App thì như mọi người có thể thấy, Coin98 Super App hỗ trợ rất là nhiều blockchain khác nhau và hàng ngàn token hay là đồng coin đang có ở trên thị trường. Đồng thời thì Coin98 cũng tích hợp rất là nhiều công cụ và tính năng hữu ích dành cho nhà đầu tư. Ok, thứ hai thì ví Coin98 là một ví phi tập trung, vì vậy người dùng có thể hoàn toàn kiểm soát tài sản ở trên ví của mình. Đội ngũ Coin98 thì sẽ không có quyền truy cập hay là quản lý tài sản của bạn. Vì vậy thì đây sẽ là một ví có độ an toàn khá là cao. Thứ ba nữa là app có hỗ trợ lên đến 12 ngôn ngữ khác nhau và đặc biệt là có hỗ trợ tiếng Việt. Bởi vì đây là một app được phát triển bởi người Việt Nam cho nên là hệ thống ngôn ngữ tiếng Việt là cực kỳ chuẩn và rất là thân thiện đối với người dùng ở Việt Nam. Thứ tư là app Coin98 có một giao diện rất là thân thiện với người dùng, phù hợp cho cả những cái người newbie mới bước chân vào thị trường cũng như là các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Và cuối cùng thì ví Coin98 có rất nhiều cái chương trình game trao thưởng cho người dùng hàng tháng, hàng quý hay là hàng năm. Vì vậy là mọi người có thể tham gia vào những cái chương trình này thì có thể nhận được những phần airdrop từ đội ngũ Coin98. Về nhược điểm của ví Coin98 thì một số người dùng phàn nàn là khi sử dụng ví Coin98 vẫn còn bị chậm này, giật và lag. Vì vậy cho nên là đây sẽ là một phần mà đội ngũ Coin98 cần xem xét để cải thiện trong thời gian tới. Vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người về Super App của Coin98. Mọi người đã sử dụng ví Coin98 chưa? Hãy comment cảm nhận của mình ở phía bên dưới nhé. Còn nếu như mọi người muốn mình review và đánh giá thêm về những ví hay là những cái sản phẩm khác thì cũng có thể comment ở phía bên dưới cho mình biết. Nếu mọi người thích thì hãy like, share và subscribe cho Coin68 TV. Mình sẽ hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye!